Honey. Hi. Where we go now? Out. Out. Hôm nay trời đang tuyết rơi nè. Rất là đẹp luôn. Hôm nay cuối tuần chúng ta đi ra ngoài đi làm vòng một chút. Thì chút nữa các bạn theo mình nha. Thì đi đâu đây? Tài xế đây. Taxi driver. Let's go. Cũng cũng ngừng lại cái quán cà phê. Cà phê ở quen đường nhỏ nhỏ mà rất là dễ thương. Đây nha. It's open. Đây các bạn, quán cà phê. Yeah. Okay. Cái menu nè. Little cute. Cái quán cà phê ở đây rất là ngon. Đi trên đường ghé vào thôi. What is coffee, honey? Lavender? Lavender white mocha. Oh, lavender white mocha. It's really good. It's just cappuccino, hey? Cái này chỉ là cà phê bình thường thôi. Cà phê kêu là có cà phê vị lavender với lại mocha. Cà phê mocha. Cái quán này cũng dễ thương nè. Cái cơ nhà nhỏ thế này nè. Ở đây trên lầu nè. Nhưng mà cũng có ít người lắm. Dễ thương. Nhỏ nhỏ thôi. Cái này trên đường tình cờ ghé vào thôi. Cái bánh này ở dưới là vị chocolate. Ở trên là like dark, it's white chocolate. That's probably like a butter icing. Butter icing, sugar, nice flavor, nut cake pieces, a little bit of flour to conceal it. Oh, that's really, yeah, on top, really sweet. Ở trên giống như đường với lại cái đại bơ rất là ngon, dễ béo phì lắm. You know, I feel so fat. What do you feel, honey? Cái quán cà phê này rất là dễ thương và cà phê rất là ngon các bạn. Tự nhiên trên đường về thấy, trên đường thấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ ghé qua thôi mà rất là ngon luôn. Mốt mà đi lại không biết đứng nào mà đi. Thôi bây giờ đi dạo một vòng ở đây rồi về, bởi vì ở đây hôm nay cuối tuần. Oh, okay. Hôm nay cuối tuần cho nên là khu mà đông người mình cũng hạn chế đến khu đông người rồi. Cho nên đi ra cái khu ngoài ô một xíu này để mà nó thoáng hơn. Bên này hôm nay thời tiết cũng hơi lạnh, nói chung cũng mùa đông rồi đó, 1-2 độ gì đó. Thì ở đây lạnh nhất cũng là âm 35 độ, cho nên này bây giờ là thời tiết đó là cũng chẳng xi nhê gì hết. Rồi mình đi dạo một vòng nha. Cool man. Đi tìm một cái chỗ để đi xe chỗ khác mà, tại quán cà phê họ đông quá cho nên là để xe chỗ khác rồi đi dạo một vòng chỗ này một chút rồi về. Bây giờ cũng khoảng 3:30 chiều rồi, cho nên là hôm nay
cây thị trấn nhỏ ở đây. Chỗ này nó có cái mấy cái quán rất là dễ thương đó. Hi man. You're so shy. Let's give some toy. Toys and puzzles. All kinds of puzzles. Ooh. Hmm? Want to go look at the puzzles? Sure. Okay, mask on. Oh, thấy cái cửa hàng. Yeah, we've got time. Huh? Yeah, we've got time. Yeah? Yeah. Okay. So, thanks man. Giờ vô cửa hàng rồi chơi bạn. Chịu nổi không? Đúng là con nít chưa có lớn, chơi chưa đã mà lấy chồng rồi. Hi. Oh. Wow. Well, thanks. Good. This many. See? We've also got some puzzles on the other side there at the front. Okay. Yeah. Excellent. Oh my god, what's this? Oh, drink lip gloss. Oh, okay. Yeah, we just got some Christmas cutie. We didn't get our normal new stash. Đây. Anh chàng này gặp ghép hình mà giống như là mê mẩn luôn kìa, thấy chưa? Đó. Chưa kịp lớn nó cưới vợ rồi. Hồi nãy giờ vẫn chưa chọn được cái gì luôn. It's real or just painting? No, these are all paintings. Oh. An old steam train pulling into a station. Yeah. And a horse-drawn carriage off to the side there. That's beautiful. It is. But it's a difficult one. Mm-hmm. That's the fun of it. Mấy cái này là xếp hình để treo lên tường à. Có nhiều hình rất là đẹp. Đây. Đây là cái ảnh này. Mùa đông ở đây này. Đó, đẹp chưa? This is how much for one? I think about 22 most of them. 22, 23. 23 đô một hộp. 1,000 và 1,000 mảnh. Cái này ghép chừng mấy ngày mới xong đó. Tiệm bánh mì kìa. Không khí Noel liền ha. This is a coffee shop. Take it on. Oh, this is Thai. Viet Thai. Right? Viet Thai. Oh, Viet Thai. Cái này là Việt Nam Thái Lan, nhà hàng Việt Nam Thái Lan các bạn. Oh, the church. Đây cái nhà thờ nho nhỏ. Bởi ở đây mình rất thích ra cái khu ngoại ô. Tại có mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ hay này nè, nhìn rất là dễ thương hết chưa. Như bên đường kìa kìa. Đó. Honey, look at there. Chocolate shop. Mm-hmm. Don't worry, we're gonna come back down that side. Yeah. Oh. Này giống như là cái cửa hàng. This is gift shop. No, it's a farmer's feed store. Oh. Thank you.
chỉ có một quy một đoạn chắc cũng ngắn thôi chứ không có dài đâu ha. Đoạn đường này nè. Phát hiện ra một cửa hàng nhỏ bên kia. Valumark. Chút mình qua đó mình sẽ lấy một mua bộ ít cái gì nấm với lại bò để mà về tối nay nấu món. Ủa lạnh quá. Lạnh quá. Xe hình như lạnh quá. This is so cool. This is cold. Yeah, yeah, lạnh quá. Can you say it? No, quá. Dạy tiếng Việt qua mà không chịu nghe bạn. Tại dạy bạn nhiều quá. Lạnh quá em ơi. Say. No, it's true. It's just so cool, honey. You're missing all the scenery. Okay. Đây nó chỉ có một đoạn vậy thôi. Chắc quay lại qua cái cửa hàng nữa. What's that, honey? It's like restaurant. Yeah. How do you? Oh, bên kia có cửa hàng. Oh, hai cửa hàng. Cái nhà hàng nhìn nó cũng lạ lạ. Để quay lại cho mọi người xem nha. Thấy chưa? Đó, cái nhà hàng và đó nhìn nó bao kính hết. What the hell? The house is look like church. Cái nhà bên kia nhìn nó ngộ, chắc không phải là nhà đâu. Oh, just the house. Oh, cái nhà ngày xưa rồi, thấy chưa? Shed for accounting. Oh, còn cái này là nơi để mà accounting, thuế, kế toán. Ai mà cần thì tới đó tìm. Subway ở đây nè. Nhưng mà cái thị trấn nhỏ nhỏ là cái gì cũng có hả bạn. Bây giờ mình vô cái Valumark. Đây. Vô cái cửa hàng, vô cái siêu thị này. Mua bộ ít đồ rồi về luôn. Trời cũng hơi lạnh lại. Nhìn đây, chắc nail spa in Vietnam, right? Chắc cái tiệm nail và spa này là chắc của Việt Nam, người Việt Nam đây. Ở đây là người Việt, hầu như là nail spa là thường là đa số là người Việt. Chủ là người Việt các bạn. Người Việt mình ở đây nhiều người rất là thành công. Đây mình vô cái Valumark các bạn nha. Cái gì cũng có đây. I think it's brown better, right? Brown. Okay. I like brown. Okay. Yeah. Oh, that or do you just want this size? That should be good for dinner, shouldn't it? Yeah, but we can use that tong. Just take this one. Okay. Yeah. Okay. Okay. So mua nấm với lại ở đây. Nhỏ mà cái gì đủ thứ vậy. Cái gì cũng có. Bánh mì. Bánh mì. Oh, mê mẩn bánh mì ở đây. Xong ở đây chỗ nào bánh mì làm họ làm rất là ngon. Beef, rau beef. This look not fresh, right? But this one, so if you want medium ground beef, yeah, a small one. If you want medium ground beef, you have to get a big one. Oh, this is more salt, right? This is more fat. Uh-huh. Like a lot of fat. This is tender. Yeah. But you cannot chew whole of one time. So, is that going to be enough? Yeah, yeah, I think that's enough. That's so enough, you know. You have two, okay, honey. This, what is the cream one? That's an extra one, that's no fat. Oh, you think it's half fat or no fat better? Yeah, I'm going to get this. Okay. That's it, yeah. Yeah? Yeah. Okay. Do we have everything else you need? Uh-huh. Okay. So, yep, vậy thôi bạn. Giờ mình về.
Ở bên ngoài vậy. Tối thì bên này rất là đẹp, trang trí Noel, nhìn kìa. Đèn hai bên đường đều rất là đẹp, nhà ai cũng trang trí. Đèn gọi là đèn gì? Đèn tâm tích hả? Thôi bây giờ hai chồng đi về. Hey. Giờ cũng trễ, cũng tối các bạn. Chút nữa trời tối rất là nhanh và giờ rất là lạnh. Ở đây khi nào có dịp quay lại cho mấy cái gift shop này rất là đẹp. Có mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ bên này nữa nè. I think you have many coffee shops here, honey. Next time we're back here again. Yeah, see. Flags. Như đây là close, they close. Yeah, đóng cửa rồi. Oh wow, look at this. Classic and casual. Uh-huh. Nice clothing store. Oh, they're open. Have no time. No? No time, no money. Oh, no money, I know, but you can still go in and look. Organic art tattoo. No. Barber shop. Chocolate shop. That's good. Chocolates. Oh my goodness. Oh, đây là nguyên của tiệm chocolate. Wow, they look so cute. Amaretto's. Yeah. Fancy clothing. Oh my god. Những đồ này dễ thương quá. Furniture and design store clothes sale. Yeah. Not shit. They're closed. We could have grabbed some good stuff. Not shit in my video. Ultimate skincare. Okay. Stained glass, dễ thương quá ha. Video của mình hôm nay tới đây các bạn nha. Cũng dài mà cầm cái tay ở ngoài cũng lạnh quá. Rồi say goodbye honey. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Nếu mình like video mình thì subscribe and like. Thank you. Bye.